Việt Nam ơi, Quang bạn, ok, hôm nay à, Quang thèm cơm nhà lại bạn. Đây là cơm nhà tập 2. Làm hai món đồ ăn cho bạn. Đây là xương bò, xương bò á, xương bò, xương bò shortrib bạn. Trong đây mình chưa bị ướp. Nửa muỗng muối, nửa muỗng tiêu đen, nửa muỗng tiêu trắng, nửa muỗng bột gừng đó, một muỗng tỏi, hai muỗng đường đếm vào gốc. Thôi cho ba muỗng đi bạn, hai muỗng mật ấm, một muỗng dầu mè. Đó. 3 muỗng xì dấu. Thì đây mình có đồ Nhật Bản bạn. Mirin. Mirin, Mirin. Cho 2 muỗng vô đi. Hành lá. Một bộ sắc vô. Cho thơm. Mình sao các bạn, một chén nước vô nhé, ướp lên, mình cho này thấm lên một ngày luôn bạn, một ngày nữa cho nó ngon nhé. Lần đầu á, lần đầu hôm nay con thèm cơm thì sao thèm bún. Bạn ơi, rồi thêm bây giờ qua nghe. Đây là một tô khung lồ bụng thịt bò nữ. Ok, bắt đầu xếp nghe bạn. Đây là nước mắm ngọt, cay, chua, thơm. Mà
kiểu quê Quang nha. Thịt xương heo hoặc xương bò đúng không? Đó, vô đây. Thèm chạy được miếng bạc. Vô nè. Quá mềm. Quả mềm, quả ngon và đây dùng Korean barbecue và cả bún. Quay lại bạn. Quả đã không? Và bỏ một xương này bên. Ăn xong và khởi. Quả là
Ok, là hẹn gặp lại bạn, là mai mình hẹn gặp giá lại.